Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2024, nhân dịp Tết Thanh Minh cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi có dịp trở lại tỉnh Kiên Giang và nhân đây chúng tôi giới thiệu với quý vị một nghĩa trang nhân dân lớn nhất của tỉnh Kiên Giang, đó là nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng. Đây đã là huyện Hòn Đất rồi. Nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng thì nằm cách trung tâm của thành phố Rạch Giá khoảng 5 km về hướng Hà Tiên. Vâng. Nó nằm ở địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Bây giờ chúng ta đã đến địa bàn của huyện Hòn Đất rồi. Đây là quốc lộ 80. Chúng ta đi khoảng 1 km nữa thì sẽ đến nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng. Cứ mỗi dịp Thanh Minh thì theo truyền thống cổ truyền của người Việt Nam, chúng ta lại trở về với những cái ngôi mộ của ông bà tổ tiên để chúng ta sửa sang mộ phần của ông bà, gọi là tảo mộ, để tỏ lòng kính hiếu với ông bà tổ tiên của chúng ta. Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Vâng, thì hôm nay nhân dịp đi tảo mộ, chúng tôi sẽ giới thiệu cái nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng, một trong những nghĩa trang lớn nhất của tỉnh Kiên Giang. Chúng ta đang đi trên quốc lộ 80, đoạn qua xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa thì chúng ta đến nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng. Vâng, có thể là khi mà giới thiệu với quý vị cái nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng này, thì có nhiều quý vị sẽ lấy làm ngại bởi vì không có muốn đề cập đến những cái nghĩa trang là những điều không may mắn. Nhưng mà vì đây là một cái ngày trọng đại của dân tộc Việt Nam, đó là ngày Thanh Minh. Theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam thì chúng ta về thăm lại mộ phần của ông bà. Đây đã là đường vào nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng rồi. Trước mặt quý vị là một cái bảng đá rất là lớn, đẹp. Có một cái hoa sen biểu tượng ở giữa, ở dưới là hàng chữ Hoa Viên Vĩnh Hằng. Vâng, đây là một cái con đường dẫn vào phía bên trong của Hoa Viên Vĩnh Hằng, một trong những nghĩa trang đẹp nhất, lớn nhất của tỉnh Kiên Giang. Vâng, như tôi nói hồi nãy thì cái truyền thống của người Việt Nam là lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên đã có công sinh thành dưỡng dục cho mình, và chính vì vậy mà vào mỗi dịp mà Thanh Minh tảo mộ thì chúng ta lại tập trung trở về để thăm viếng mộ phần của ông bà, thắp nén nhang thành kính dâng lên các ngài. Và đây đã là cái cổng chào của nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng. Vâng, quý vị có thể thấy là một cái khung cảnh, một cái cổng rất là uy nghiêm, sừng sững ở trước mặt. Nhìn cái cổng thôi là chúng ta đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng này. Phải nói là ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào nhìn thấy cái cổng của nghĩa trang, chúng ta đã thấy cái mức độ bề thế của Hoa Viên Vĩnh Hằng. Vâng, một cái mái vòm theo cái hướng kiến trúc cung đình, uy nghiêm sừng sững ở trên bầu trời cao trước cổng của Hoa Viên Vĩnh Hằng. Xin kính chào quý vị. Hôm nay là Tết Thanh Minh mùng 4 tháng 4 năm 2024. Tôi đang có mặt tại Hoa Viên Vĩnh Hằng, một trong những nghĩa trang lớn nhất của tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng với tôi, chúng ta tiến vào phía trong để tham quan Hoa Viên Vĩnh Hằng nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào phía trong để xem cái mức độ rộng lớn của nghĩa trang Hoa Viên Vĩnh Hằng này, cũng như thấy gì ở trong khu nghĩa trang này vào 12 giờ trưa của ngày Thanh Minh, vào cái ngày tảo mộ đầu tiên khi
khi chúng ta bước vào tiết Thanh Minh. Vâng, có thể thấy là một cái khu vực rất rộng lớn. Chúng ta hãy đứng lại để nhìn bao quát xung quanh khu nghĩa trang này. Vâng, trước mặt quý vị là tượng A-di-đà uy nghiêm sừng sững vươn lên bầu trời cao. Ngài như đang là che chở cho những linh hồn được an nghỉ ở nghĩa trang này. Vâng, trước mặt quý vị là tượng A-di-đà rất uy nghiêm sừng sững. Chúng ta nhìn bao quát cái khung cảnh ở cái khu hoa viên này. Trong khi mà quý vị chiêm ngưỡng thì tôi cũng xin giới thiệu đôi nét về hoa viên Vĩnh Hằng. Hoa viên Vĩnh Hằng là một dự án nghĩa trang nhân dân của Kiên Giang do Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư và được xây dựng trên một cái diện tích trên 40 hectare với khoảng gần 30.000 mộ phần. Vâng, một cái khu vực rất rộng lớn, tọa lạc tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất và cách trung tâm thành phố Rạch Giá khoảng 5 km về phía Hà Tiên, nằm trên trục quốc lộ 80. Đây là một nghĩa trang hiện đại nhất của tỉnh Kiên Giang, được khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 1 năm 2015, với rất nhiều hạng mục công trình, gồm có Vĩnh Hằng Môn, Hồ Thủy Long, Đền Trình, Nhà Tưởng Niệm, Đài Hóa Thân Hoàn Vũ và Vĩnh Hằng Đài. Vâng, những cái hạng mục mang tính tôn giáo rất uy nghiêm, rất linh thiêng, và nơi đây là cái nơi để cho những cái người dân ở khu vực có nhu cầu mai táng những người thân khi qua đời thì sẽ được an táng tại nghĩa trang này. Vâng, có thể nói đây là một cái khu vực, một cái nghĩa trang không đơn thuần chỉ là nơi để an táng những người quá cố, mà còn là một cái khu vực tâm linh rất là nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang. Đây là đền Trình. Vâng, mỗi khi mà chúng ta bước vào trong khu nghĩa trang thì mọi người đến đền Trình để thắp nhang, như là chúng ta trình báo với Ngài về cái cuộc viếng thăm của chúng ta với những cái người thân đang nằm ở đây, để cho cái chuyến viếng thăm mộ phần của những người thân của chúng ta được đầy may mắn. Vâng, đó là ý nghĩa của đền Trình. Nghĩa trang nào thì người ta cũng có một ngôi đền Trình để cho khi mà mọi người bước vào để thăm phần mộ của những người thân thì đều thắp nén nhang như là trình báo với vị thần ở đây. Đó là ý nghĩa của đền Trình. Chúng ta tiếp tục khám phá khu nghĩa trang này. Xin thưa với quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của tiết Thanh Minh, mùng 4 tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, khi trở lại đây thì đã là 12 giờ trưa, cho nên mọi người cũng đã về nhà nghỉ ngơi sau khi mà người ta tảo mộ ở đây. Hy vọng là buổi chiều khi mà trời mát lại thì mọi người sẽ đến đây rất là đông để thăm viếng mộ phần của những người thân. Đây là tượng A-di-đà, một ngôi tượng rất cao, uy nghiêm, trầm mặc, như đang là cái nơi nương tựa cho những linh hồn được yên nghỉ ở nghĩa trang này. Cũng xin giới thiệu thêm nữa là hoa viên thì được quy hoạch thành 4 cái khu vực theo thể tứ linh, long, lân, quy, phục. Mỗi một khu vực thì ứng với một cái hành trong ngũ hành, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là 4 cái loài linh vật tứ linh, bắt nguồn từ 4 cái thần linh là thanh long, bạch hổ,
Huyền Vũ và Chu Tước, được người xưa tạo ra từ bốn cái chòm sao cùng tên ở bốn phương trời và mang bên mình bốn nguyên tố tạo thành trời đất, theo quan niệm của người xưa là lửa, nước, đất và gió. Trong đó thì lấy thổ làm trung tâm với Vĩnh Hằng Đài uy nghiêm làm cái nơi cúng bái cầu nguyện cho những linh hồn đang yên nghỉ ở trong nghĩa trang này sớm được siêu thoát. Vâng, hết sức là lộng lẫy, uy nghiêm. Hoa viên Vĩnh Hằng là một nghĩa trang nhân dân để phục vụ cho người dân ở đây, và được thiết kế mang cái vóc dáng tôn giáo để phục vụ cho cái nhu cầu tâm linh của người dân, thì gồm có rất là nhiều những cái khu mộ như là cái khu mộ của những cái người theo đạo Phật, khu mộ của những người Công giáo, khu mộ của những người Hoa, rồi người ta chia ra như là những cái khu mộ của gia đình, khu mộ của đại chúng, khu mộ cải táng. Ngoài ra thì Hoa Viên còn có các cái dịch vụ như là dịch vụ hỏa táng với những cái thiết kế và công nghệ hiện rất là hiện đại, dịch vụ lưu trữ cho cốt vĩnh viễn và các cái dịch vụ chăm sóc phần mộ khác. Thì đây là một cái nghĩa trang rất là hiện đại và phục vụ cho những cái nhu cầu an táng của người dân ở đây. Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu đi khám phá từng khu vực một. Đây là những cái ngôi mộ cặp theo ở cái khu vực đường chính này. Có thể nói là một cái khu nghĩa trang rất hiện đại. Ngày hôm nay là ngày Thanh Minh, những người thân của những ngôi mộ này đã đến đặt vòng, đặt hoa, thắp nhang để viếng mộ phần của ông bà tổ tiên đã an nghỉ ở đây. Đây là đền tưởng niệm. Vâng, quý vị thấy là văng vẳng cái tiếng kinh cầu được phát ra từ những chiếc loa ở đây, tạo nên một cái không khí rất uy nghiêm, thiêng liêng, cung kính của một cái khu tâm linh như thế này. Vâng, có thể nói rằng đây là một cái nghĩa trang hiện đại nhất mà tôi từng được thăm ghé qua. Đây là đền tưởng niệm. Có thể nói rằng những cái người thiết kế ra cái khu Hoa Viên Vĩnh Hằng này, họ hiểu được cái nhu cầu của người dân ở đây, nhu cầu an táng và nhu cầu phục vụ cái đời sống tâm linh theo từng tôn giáo. Có nhiều những cái khu vực dành cho những cái tôn giáo khác nhau, nhưng có vẻ như là Phật giáo thì chiếm ưu thế hơn, bởi vì người dân ở vùng Kiên Giang đa số là theo đạo Phật. Chính vì vậy mà Phật giáo được lấy làm trọng tâm. Đây là cái khu vực người ta đang là phá cỏ đi để người ta tiếp tục làm những cái kim tĩnh, tức là những cái huyệt để mà khi mà có người có nhu cầu an táng ở đây thì sẽ sử dụng những cái khu vực này. Xa xa là quý vị thấy đây là những cái khu mộ gia đình. Vâng, tức là mỗi một dòng họ chúng ta có thể mua những cái khu đất và lập những cái khu mộ gọi là mộ gia đình. Đây là những cái ngôi mộ đơn lẻ.
Vâng, chúng ta khi mà bước chân vào Hoa viên Vĩnh Hằng thì đúng như tên gọi của nó, giống như một công viên rất đẹp, rất hiện đại, nhưng cũng không có kém phần tôn nghiêm, bởi vì nghĩa trang là cái nơi của những người đã khuất an nghỉ, cần sự tôn nghiêm, tĩnh lặng. Chính vì vậy mà cái thiết kế của nghĩa trang Hoa viên đã tạo nên được cái nét uy nghiêm, tôn kính những người đã khuất, nhưng cũng mang cái vóc dáng của một công viên để làm nguôi ngoai đi những cái nỗi đau của những người thân còn ở lại khi mà những người thương yêu của mình phải lìa trần và an nghỉ ở đây. Vâng, có thể nói rằng người ta thiết kế rất đẹp. Bước vào Hoa viên Vĩnh Hằng, chúng ta không có cảm giác đau thương, u buồn, mà tạo nên một cái không gian thoáng đãng, vơi bớt đi những khổ đau khi mà chúng ta nhìn lại những cái phần mộ của người thân đã nằm ở đây, nhưng cũng vẫn giữ được nét tôn nghiêm của nghĩa trang. Đây là cái khu vực những cái nhà mộ gia đình. Vâng, đây là những cái khu vực mà người ta phân ra từng cái lô một để cho những ai có nhu cầu lập những cái khu mộ gia đình thì người ta dành một cái khu đất rộng lớn để cho gia đình làm cái khu nhà mộ của dòng họ. Vâng, quý vị thấy là giống như là một công viên, đường đi rất rộng rãi, xe hơi có thể đi đến vào tận từng khu nhà mộ. Đây là những cái khu nhà mộ của gia đình. Ở đây người ta gọi là khu mộ gia đình. Rất đẹp, rất uy nghiêm. Vâng, xa xa kia vẫn là những cái khu vực của những cái khu mộ gia đình. Rất hiện đại. Nơi đây là cái khu vực của những cái phần mộ đã được chôn cất ở đây, và rất nhiều những cái khu mộ gia đình chưa có người chôn cất. Xa xa kia, quý vị thấy đây là một cái khu mộ của người Hoa. Vâng, đúng rồi. Xa xa ở bên kia là một cái phần mộ của người Hoa. Trong cái dịp Thanh Minh này thì người ta cũng trang trí đèn hoa, nhang đèn ở đây. Đúng rồi, đây là khu vực của những cái khu mộ gia đình người Hoa. Thì như quý vị biết đó, theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam thì cái nền văn hóa của Việt Nam chúng ta ảnh hưởng rất nhiều bởi cái nền văn hóa Trung Hoa. Thì cái nguồn gốc của cái Tết Thanh Minh là từ cái thời Xuân Thu ở bên Trung Quốc. Thì có vua Tấn Văn Công là một vị vua khi mà thời cuộc phải lưu lạc thì ông phải đi lánh lạn, và trên đường đi lánh lạn thì có một hiền sĩ đi theo phò vua, đó là Giới Tử Thôi. Thì khi mà thầy trò đi lánh lạn như vậy thì
lương thực hết, sa cơ và lâm nguy vào cái cảnh đói khổ. Thì trong một cái lần mà không còn gạo ăn nữa, không còn thức ăn nữa, thì Giới Tử Thôi đã phải cắt thịt của mình để làm thức ăn dâng cho vua Tấn Văn Công. Và khi mà Tấn Văn Công giành lại ngôi báu, thì một sự thật rất là đau xót là Tấn Văn Công lại quên mất một cái người hiền sĩ của mình đã từng cắt thịt để nuôi mình, là Giới Tử Thôi. Và do đó mà Giới Tử Thôi buồn quá mới đưa mẹ của mình ẩn vào trong núi để từ giã những cái thị phi ở ngoài đời. Thì sau khi mà tướng Tấn Văn Công biết được là Giới Tử Thôi là cái người đã giúp đỡ mình, lúc đó thì mới nhớ tới, thì cho đi tìm. Thì Giới Tử Thôi đã lánh nạn vào rừng và không có còn màng đến danh lợi, không có cần nhà vua trả ơn nữa. Thì trong một cái lần mà Tấn Văn Công đi tìm thì biết rằng Giới Tử Thôi đã cõng mẹ vào trong rừng ở ẩn trong đấy rồi, thì Tấn Văn Công mới sai mọi người là mới đốt cái khu rừng đó, với mục đích là cho Tấn Văn do cho Giới Tử Thôi phải chạy ra ngoài thì mới có dịp để đền ơn cho Giới Tử Thôi. Nhưng mà Giới Tử Thôi thì đã ôm mẹ và chết ở trong đó với vì lửa đốt của Tấn Văn Công. Thì từ đó thì Tấn Văn Công quá đau xót vì đã không có đền ơn được cái hiền sĩ của mình đã có công cứu mạng mình mà lại còn bị chết dưới ngọn lửa tay mình. Thì từ đó mà Tấn Văn Công mới ra lệnh cho mọi người là trong những cái ngày đó thì không có được dùng lửa để nấu ăn, mà dùng đồ nguội thôi để tưởng nhớ tới người đã mang ơn, để làm ơn cho mình. Và từ đó thì hàng năm mọi người đều đến cái ngôi mộ của Giới Tử Thôi để kính viếng. Từ đó dần dần cái ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc nó du nhập vào Việt Nam. Và chính vì vậy mà vào mỗi một dịp thanh minh thì chúng ta lại trở về với một phần của những người thân của mình để thắp nén nhang kính nhớ, như là một cái lời tri ân những cái người đã có công sinh thành ra mình, như là vua Tấn Văn Công đã nhớ tới Giới Tử Thôi. Đây là cái khu vực ở bên phía màn, bên phía phải một của màn hình nhỏ của các bạn là những cái kim tĩnh đã được xây sẵn. Vâng, rất là nhiều những cái kim tĩnh đã được xây sẵn rồi. Xa xa có quý vị có thể thấy là như một khu phố vậy. Vâng, đó là cái khu vực những cái khu mộ gia đình. Vâng, quý vị có thể thấy rằng không có cái vẻ gì là một nghĩa trang, mà chúng ta có thể coi đây như là một khu phố. Quý vị có thể thấy là đây là những cái khu mộ gia đình rất hoành tráng, lộng lẫy, sang trọng, không kém gì những cái khu phố ở ngoài đời. Và quý vị có thể thấy là rất đẹp. Khi mà vào viếng mộ phần thì chúng ta không có cảm giác lạnh lẽo, không có cảm giác đau khổ khi mà chúng ta mất mát những người thân, mà ở cái hoa viên Vĩnh Hằng này tạo nên một cái sự gần gũi giống như là những người thân của chúng ta còn đang hiện diện ở trên cõi đời này. Vâng, quý vị có thể thấy là
những cái khung cảnh đúng bản chất như là một công viên. Xa xa kia là những cái rặng cây. Vâng, những cái rặng cỏ này làm cho chúng ta nhớ tới câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du: Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến oanh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Vâng, trong cái dịp mà tiết thanh minh này, trong cái lễ tảo mộ thì còn có một cái lễ hội nữa gọi là lễ hội đạp thanh. Và trong một lần đi tảo mộ thì Thúy Kiều đã thấy một ngôi mộ vô chủ, không có ai chăm sóc mộ phần, nằm ở bên vệ đường. Thì khi mà biết đó là ngôi mộ của thi sĩ Đạm Tiên, một người tài hoa, một người con gái tài hoa, nhưng khi mất đi thì lại cô đơn, không có người chăm sóc. Và Thúy Kiều chạnh lòng, không biết rằng mai này mình có giống như Đạm Tiên hay không. Chính vì vậy mà Thúy Kiều đã ngồi xuống chăm sóc mộ phần cho Đạm Tiên. Vâng, chúng ta nhớ tới đại thi hào Nguyễn Du với một đại tác phẩm nổi tiếng, đó là Chuyện Kiều của cụ Nguyễn Du năm xưa, diễn tả một cái buổi đi chơi, buổi lễ hội đạp thanh của Thúy Kiều. Và khi mà gặp Kim Trọng thì Thúy Kiều đã nói rằng: người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Và quý vị thấy là những cái khu nhà mồ đang hiện ra trước mắt quý vị không khác gì những cái khu phố lộng lẫy sang trọng. Vâng, đây là những cái khu nhà mồ của từng dòng họ một. Họ xây những cái khu nhà mồ rộng lớn như thế này để khi trong dòng họ của họ có người quá cố thì họ sẽ được an táng ở đây. Vâng, quý vị thấy là một cái khu phố giống như một cái khu phố vậy, không có gì gọi là nghĩa trang. Vâng, đây cũng có tên đường. Vâng, đường số 4. Vâng, một cái khu đất rộng lớn trên 40 hecta và có những cái con đường để cho chúng ta tìm địa chỉ. Vâng, nhất định là phải có địa chỉ thì chúng ta mới có thể tìm được cái những cái khung nhà mồ như thế này. Vâng, chắc hẳn là mai mốt là sẽ cập nhật ở trên địa chỉ ở trên Google Maps để khi mà những người thân trở về thăm viếng mộ phần của ông bà mình thì check Google Maps là sẽ ra. Vâng, tôi nói không ngoa bởi vì đây là một cái nghĩa trang quá rộng lớn, quá hiện đại, vừa bảo đảm được tính thẩm mỹ, bảo đảm được vấn đề vệ sinh môi trường và bảo đảm được cái sinh hoạt tôn giáo của từng chủ nhân của những cái ngôi mộ này. Ở đây có rất là nhiều những tôn giáo khác nhau: Phật giáo, Công giáo. Vâng, đây là những cái phần mộ người ta vẫn đang là tiếp tục xây dựng ở đây. Quá đẹp, quá lộng lẫy, quá hiện đại. Vâng, khi nào có dịp chúng tôi sẽ trở lại vào ban đêm để xem những ngôi nhà mồ này sáng đèn lên thì cái sự lung linh kỳ diệu nó sẽ đến đâu. Tôi tin chắc rằng nó sẽ là một cái khu vực du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang, chắc chắn như vậy. Đây là một cái khu nhà mồ
của người Công giáo. Vâng. Ở trên nóc của ngôi nhà mộ là tượng Đức Chúa. Đúng rồi, đây là một cái ngôi nhà mộ của những người Công giáo. Vâng. Hoa viên Vĩnh Hằng không phân biệt bất kỳ một tôn giáo nào. Khi chúng ta có nhu cầu thì đều được Hoa viên Vĩnh Hằng đón nhận. Bây giờ chúng ta qua bên một cái khu vực khác. Đây là cái khu vực những cái ngôi mộ phổ thông. Chúng tôi xin dùng cái từ đó, không biết có đúng hay không. Đây là những cái khu vực, những cái ngôi mộ đơn lẻ, khiêm tốn hơn, nằm ở phía ngoài này, bên cạnh những ngôi nhà mộ rất uy nghiêm, rất là lộng lẫy. Vẫn còn rất nhiều khu đất trống ở đây. Ở bên dưới thì người ta đã xây những cái học, những cái kim tĩnh để sẵn sàng khi có nhu cầu. Đây là các cái công nhân của khu nghĩa trang Vĩnh Hằng đang là di chuyển những cái mái che này để người ta xây dựng, tiếp tục xây dựng những cái phần mộ mới. Vâng. Khu công viên Vĩnh Hằng làm việc hết sức chuyên nghiệp. Khi mà chúng ta có những người thân, cha mẹ trăm tuổi già, nếu được an táng các ngày ở đây thì có thể nói là chúng ta đã giữ trọn đạo hiếu với ông bà cha mẹ của mình. Những cái ngôi mộ có vẻ như mới được người thân viếng mộ vào cái dịp Thanh Minh này, đi tảo mộ, ta dán vàng mã ở chung quanh. Vâng, đây lại là những cái tên đường. Vâng, có thể nói rằng hiện đại như một khu phố. Đây là đường số 4, xin lỗi quý vị, đường số 8. Vâng. Nhất định rằng mai này sẽ được cập nhật vào Google Maps để cho mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cái phần mộ của người thân của mình. Vâng, những cái thông tin tôi trình bày ở trong video này là những cái thông tin chúng tôi dựa ở trên trang web của Hoa viên Vĩnh Hằng. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị bổ sung thêm ở phần comment để giúp cho chúng tôi hoàn thiện hơn. Đây là cái khu vực những cái ngôi mộ cá nhân rải rác nằm ở cặp theo mặt tiền của đường phố số 8. Và chúng tôi nói đường phố bởi vì khu vực Hoa viên Vĩnh Hằng quá đẹp, quá rộng rãi. Khi mà những cái người thân của chúng ta khi từ giã cõi đời này mà được an nghỉ ở đây thì chúng ta không có cảm giác mất mát, bởi vì hàng ngày chúng ta có thể đến nghĩa trang này để thắp hương, thăm viếng mộ phần giống như chúng ta đi đến nhà họ vậy. Vâng, có thể nói không ngoa là một cái công viên được thiết kế hết sức nhân văn, tạo nên cái sự ấm áp giữa người quá cố và con cháu của họ. Có thể thấy rằng những cái ý tưởng thành lập cái Hoa viên Vĩnh Hằng này thật sự là đi đúng với cái nhu cầu của người dân, đi đúng với cái tâm lý của những người dân địa phương ở đây. Vâng. Những cái ngôi mộ
được sắp ngay hàng thẳng lối. Những cái khu vực nào cần phải có cái sự đồng nhất, cần ngay hàng thẳng lối thì người ta sắp riêng vào một khu vực. Còn những cái khu vực mà phục vụ cho những cái ngôi mộ, khu mộ gia đình thì cũng được thiết kế theo từng khu vực, theo từng nhu cầu của người dân. Đây là khu vực Hồ Sen. Vâng, rất tiếc là chúng tôi trở lại Hoa Viên Vĩnh Hằng vào đúng 12 giờ trưa. Chính vì vậy mà vắng khách đến viếng mộ phần. Theo những cái người bảo vệ ở đây họ cho biết thì vào buổi sáng và buổi chiều rất đông người tới viếng thăm mộ phần của người thân họ, đặc biệt là vào những cái ngày thanh minh này. Bây giờ chúng ta ra trước cái khu vực tiền sảnh của khu nghĩa trang để chúng ta tham quan qua một vòng nữa trước khi chúng ta tạm biệt. Đây là những bức tượng của A Di Đà uy nghiêm như đang che chở cho những linh hồn được an nghỉ ở đây. Vâng, đây là tượng A Di Đà. Chúng ta quan sát lại một vòng nữa trước khi chúng ta tạm biệt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho video này. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi về các hoạt động tôn giáo ở khắp mọi miền đất nước. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào quý vị.